Đây là coi 13.700k và nó có tổng cộng 16 nhân 24 luồng. Anh em nghe quen không? Đúng thế. Em coi 13.700k này có cùng chính xác spec với i9 12.900k. Tuy nhiên, có cùng spec nhưng mà hiệu năng thì không giống y ở đâu. Còn chi tiết như nào thì để sau intro nhá. Với việc áp dụng công thức gấp đôi số nhân i-core lên CPU thế hệ thứ 13 của Intel thì vô hình chung Intel họ đã biến một con Core i7 13.700K này có cùng một spec, cùng một thông số giống y hệt với con Core i9 12.900K, đó là 16 nhân 24 luồng. Không những thế, với việc cải thiện một chút về xung nhịp lên khoảng 5.4GHz và cải thiện một chút về IPC cũng như một chút nữa về L2, L3 cách thì con Core i7-13700K này có thể gọi là một phiên bản nâng cấp của i9-12900K, nhưng mức giá của nó sẽ mềm hơn một siêu xíu, khoảng 1 triệu đồng anh em ạ. Thực sự thì với việc tăng thêm 4 nhân i-core và một chút các chỉ số khác nghe thì có vẻ không nhiều, nhưng cứ một chút như thế cộng vào nó sẽ thành nhiều chút đấy. Và hiệu năng thì nó cũng sẽ tăng kha khá, và đây chính là bằng chứng. Đây là kết quả bài test benchmark V-Ray 5. Có thể thấy nâng cấp này cải thiện đáng kể về khả năng xử lý dựng 3D. Anh em đừng để con 12.700K kia nhá, vì nó ở tít dưới cơ. Thay vào đấy thì hãy nhìn vào 12.900K, thậm chí điểm số của nó còn chưa chạm được đến đầu 2. Trong khi đó 13.700K của chúng ta tận hơn 21.000 điểm cơ. Và với việc chỉ tăng thêm về một chút xung nhịp, 12.900K là 5.3GHz, còn 13.700K là 5.4GHz, tăng có xíu thôi. Nên điểm số đơn nhân trong Cinebench R23 gần như xem nhau. Nhưng điểm số đa nhân thì lại là một câu chuyện khác. Hơn 31.000 điểm cho một con Core i7, nói là quá cao đi. Còn với khả năng làm Adobe, điểm số của i7-13700K vẫn hơn 12.900K, nhưng có vẻ khoảng cách không nhiều như hai bài test trên. Tuy nhiên là chúng ta vẫn thấy được bản nâng cấp này có vẻ là khá là hời, đúng không? Và tất nhiên là với sự nâng cấp này thì cả anh em game thủ cũng sẽ được lợi nữa, bởi vì Intel đã gia tăng cả IPC lẫn L2, L3 cách, nên chắc chắn hiệu năng gaming của con CPU này cũng sẽ gia tăng. Mỗi tựa game sẽ có một khả năng tối ưu khác nhau, nên cũng sẽ tạo ra độ chênh lệch FPS khác nhau. Nhưng hầu hết anh em đều sẽ thấy FPS của 13.700K sẽ hơn 12.900K, chỉ có điều là ít hay nhiều mà thôi. Và do chơi game ở độ phân giải cao thì Vega sẽ phải hoạt động nhiều hơn CPU, nên nó sẽ tối ưu nhất khi anh em chơi game ở độ phân giải Full HD. Anh em nghĩ sao về cái gọi là phiên bản nâng cấp của 12.900K này? Nếu là mình nhá, phải đưa ra lựa chọn giữa 13.700K và 12.900K ở thời điểm hiện tại thì mình chắc chắn sẽ chọn 13.700K. Anh em có gì nào? Socket vẫn giữ nguyên, không phải lo lắng có về mainboard, mà giá thì lại rẻ hơn một chút. Tuy nhiên thì nếu mà đối với những anh em nào đang sử dụng 12.900K trong bộ PC của mình rồi thì mình nghĩ là một sự nâng cấp không quá nhiều như này lên 13.700K là không đáng. Video đến đây là kết thúc rồi, anh em nhớ để lại ý kiến phía bên dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Hoàng Hà PC.